Sáng ngày 27 tháng 10, Sở Y tế Bắc Cạn vừa thông tin, trên địa bàn huyện Chợ Đồn có 736 học sinh bị sốt phải nghỉ học, một trẻ 8 tuổi tử vong, trong đó phần lớn các bé mắc cúm B. Trong vài ngày gần đây, Trung tâm Y tế huyện Chợ Đồn ghi nhận sự gia tăng mạnh về số lượng trẻ có biểu hiện sốt cao. Theo thống kê ngày 25 tháng 10, tại khoa nhi của Bệnh viện Chợ Đồn đã điều trị nội trú cho hơn 60 bé. Đến sáng ngày 27 tháng 10, con số là 68 bé. Tại các trạm y tế xã, số lượng trẻ em đến khám với biểu hiện sốt cao cũng tăng lên từng ngày. Theo báo cáo nhanh của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC tỉnh Bắc Cạn, ổ dịch xuất hiện rải rác ở hầu hết các xã trên địa bàn huyện Chợ Đồn từ đầu tháng 10 năm 2022, tập trung chủ yếu tại trường tiểu học thị trấn Bằng Lũng. Đến ngày 25 tháng 10, toàn huyện Chợ Đồn có tổng số 736 ca mắc bệnh, trong đó 109 trẻ vào viện điều trị, 1 ca tử vong. Bệnh nhi vào viện chủ yếu là học sinh các trường tiểu học, mầm non, có biểu hiện viêm đường hô hấp trên, sốt cao từ 38,5 đến 40 độ C, ho, đau họng, mệt mỏi, không xuất huyết dưới da, không khó thở. Các bé được điều trị bằng cách dùng kháng sinh, hạ sốt, tiêu viêm, không có trường hợp nặng lên hay chuyển tuyến. Sở Y tế tỉnh Bắc Cạn cũng cảnh báo, hiện nay thời tiết đang chuyển mùa, tạo điều kiện thuận lợi cho các loại vi khuẩn, virus, bệnh truyền nhiễm phát triển mạnh và gây bệnh. Đặc biệt trẻ em, sức đề kháng yếu, rất dễ mắc các bệnh truyền nhiễm khi giao mùa.